Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút chiều 26/1, xe khách mang BKC-43H611, lưu thông theo hướng Bắc Nam. Trước khi vào hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, đã vượt lên một xe tải đang chạy trước đó, bất ngờ mất lái va vào lan can rồi lật nghiêng trong hầm Hải Vân. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 3 người lớn và một trẻ em. Rất may, họ chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông trước hầm Hải Vân bị ùn tắc cục bộ, do xe vào hầm chỉ di chuyển được một làn. Ngay sau đó, đơn vị quản lý vận hành hầm Hải Vân đã nhanh chóng có mặt để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và làm công tác phòng chống cháy nổ. Đồng thời, phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo giao thông một làn cho các xe qua hầm. Xe cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để đưa xe khách gặp nạn ra khỏi hầm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.